Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay chúng ta lại có một cái chuyên mục, một chút nữa tôi sẽ nói. Còn bây giờ tôi xin giới thiệu và bộ dàn hôm nay mà tôi muốn nói đến cho các bạn chính là đôi loa Focal 906 Aria. Và đây là một bộ combo tích hợp của dòng Rotel. Tại sao tôi muốn đánh bộ Aria này và Rotel? Vì đây là một đôi loa độ nhạy rất là cao, tương đối tốt để chúng ta có thể tìm những âm đi mà sức vừa phải, đánh vào nó và tìm cái chất âm hay. Và đây tôi mời các bạn nghe thử một đoạn tôi và một đoạn nhạc. Vâng, từ sáng đến giờ tôi vẫn cứ test thử, test đi test lại thì vẫn thấy nó có một cái gì đó nó không được như mình đôi ta mong muốn. Các bạn hiểu tại sao không? Và xin mời các bạn cùng tôi ra đằng sau này, chúng ta sẽ có một xin trải nghiệm ngay. Với hệ thống này, chúng tôi đã chơi combo một bộ dây của hãng Alisit đến từ Mỹ. Và đây là dây RCA Chocolate. Đó, đây là tôi cắm đường cổng Analog Out xuống đường CD. Và còn đây là dây loa. Một bộ dây này thì nó có giá trị tương đối là tốt so với cả bộ dàn này. Và chất âm của Mỹ thì hoàn toàn đáp ứng được tất cả các nhu cầu của người chơi về ba dài âm thanh. Nhưng mà một điều tôi trăn trở nhất đây chính là nguồn sống của bộ dàn thì lại chỉ cắm với một dây đi theo máy, nó chỉ như thế này thôi các bạn. Nên tại sao mà khi nghe những nốt nhạc của âm thanh nó sẽ không được truyền tải hết? Vì trong hệ thống âm thanh thì những đường điện như thế này chính là nguồn mạch sống của bộ dàn. Khi truyền tải đầy và đủ năng lượng cho bộ dàn thì bộ dàn sẽ cất lên những tiếng hát là bao giờ cũng là đầy đặn nhất và tự nhiên nhất. Thì đây chính là như thế này. Và hôm nay tôi sẽ có một cái sự trải nghiệm và test ngay cho các bạn với hệ thống này. Và đây, đường line điện của tôi từ trong tường ra đây, ổ cắm đây, và hiện tại giờ mình đang chơi thế này. Với cấu trúc này tôi cắm thử ngay một hệ thống, đây là thử noi nhiễu của nguồn điện của hãng Audio Prime đến từ Mỹ. Và bây giờ tôi sẽ xin thử các bạn xem. Khi tôi bật lên này, đấy, các bạn đã nghe thấy tiếng ù của cái máy này nó báo, tức là hệ thống đường điện AC đây đang bị nhiễm bẩn. Thì âm thanh nó sẽ không bao giờ được hoàn chỉnh. Đó, khi ta biết thế này là đường điện thế này là các bạn đã bị nhiễm bẩn và các bạn lại không chú ý sâu về đường này. Nên tại sao bộ dàn nhà mình mà nghe nó vẫn không được có một sự cải thiện về âm thanh, chính là vì như vậy. Còn bây giờ tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn. Là một hệ thống lọc nguồn của hãng Fullutech đến từ Nhật Bản. Đây là một trong những thương hiệu hàng đầu đến từ đất nước Nhật mà chuyên chỉ sản xuất các phụ kiện và linh kiện để dành cho giới chơi audio. Và ổ lọc này thì có 8 ổ. Và trong đó ổ trên này thì là để cắm vào là cho những đường CD pre, còn ổ dưới sẽ cắm vào cho các cục bao, hoặc là các bạn có thể dùng không hết thì các bạn có thể dùng cắm vào vô tuyến thì nó cũng tạo được hình ảnh tốt hơn cho các bạn. Và với công thức làm bộ lọc này thì nó cũng không có gì là quá khó cả, nó chỉ là các tụ và trở thôi. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử bằng máy để các bạn có một cái sự nhìn nhận chính xác nhất, sau đó tôi sẽ cắm thử lên cho bộ dàn và các bạn có một cái cảm nhận ngay. Đây, khi tôi cắm cái này vào đây, tôi vẫn lấy nguyên đường điện ở đây. Tôi cũng không lấy đường điện ở ngoài nữa mà tôi cắm vào đây. Nhưng tôi sẽ rút cái lọc này ra. Đây, tôi cắm vào đây như thế này. Đó, các bạn thấy không? Nếu như linh đường điện thì đường điện này đã lên rồi đúng không ạ? Và sau đó là tôi sẽ cắm cái lọc này vào. Và tôi bật cái này lên. Thì các bạn thấy im phăng phắc. Đấy. Đấy. Chứng tỏ là ổ lọc này là rất là có công năng sử dụng rất là tốt vì nó đã sạch sẽ như thế này. Đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ cắm thử sang ổ khác, nếu không thì các bạn lại đây, tôi sẽ cắm vào ổ này. Đấy, các bạn vẫn thấy thế không? Và đây, tay tôi vẫn đang cầm cái nút này tiến chỉnh. Và bây giờ tôi lại cắm ngược lại như thế này, tôi lại rút cái này ra. Sau đó tôi lại cắm ngược lại như thế này. Tôi tắt cái này đi, bây giờ tôi cắm ngược lại vào đây. Bây giờ tôi bật cái này lên. Đấy, thì các bạn lại nghe thì tiếng này. Đó chính là cái hệ thống báo, hệ thống đường điện của mình đã bị nhiễm bẩn. Và đi cùng với bộ lọc như này thì bao giờ các bạn cũng sẽ có cái sợi dây nguồn như này. Đây các bạn thử thấy có một sự so sánh nhẹ giữa dây nguồn này và dây nguồn của hãng thì các bạn thấy thế nào? Một cái dây nguồn đầu tiên đã đạt tiêu chuẩn là dây nguồn của ba chân như này là đã có đường xả mát.
Cái thứ hai là hệ thống dây nguồn nó phải dây to như này thì bao giờ là đường điện nó cũng sẽ được đầy đủ khi nó nhận được các tín hiệu và nó cũng sẽ không thay đổi đường tín hiệu cũng thay nhiều. Nên chính vì thế là tại sao người ta chơi là người ta cứ phải muốn bớt một chút tiền lại dành ra để mua cái phần hậu cần đằng sau này, chính là phần lọc nguồn và dây nguồn. Còn các bạn đợi tôi một phút, tôi sẽ nhờ nhân viên kỹ thuật sau đó là cắm rút và các bạn sẽ lại nghe lại bài hát vừa rồi để tôi test cho các bạn thử. Quan trọng thì hôm nay bộ dàn đã được xử lý một cách triệt để và độ tính nền làm được tốt thì tất cả những nốt nó sẽ trở về đúng trạng thái vị trí của nó, là những nốt trầm nó sẽ tròn mọng, còn dài trung thì ca sĩ hát rất là da diết thoải mái theo đúng cái lời bài hát, và còn dài cao thì sao, những tiếng xanh ban, những dài trung phiến cao thì các bạn thấy nghe thấy lên rất là lung linh, nó như là giọt sương. Tôi nghĩ với một cái mức đầu tư rất là hợp lý với những thiết bị như này thì các bạn luôn chú ý để đưa bộ dàn mình lên một cái định dạng chơi tốt hơn những cái gì mình đã có. Và cái đó là, và chúng tôi đây là những nhà cung cấp hàng đầu về những sản phẩm như này và hàng chính hãng, nên các bạn rất yên tâm về chất lượng và sản phẩm của Fulltech. Hôm nay tôi chỉ chia sẻ các bạn về cái phần nguồn và phần điện, còn các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cùng các AudioPhat và chúng ta sẽ có những cái chương trình sau hay hơn và nhiều phối hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.